Dự đoán Malaysia thắng Việt Nam ở chung kết AFF Cup, chú cá chép tiên tri nhận cái kết đắng. Liên tục dự đoán đội tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam, chú cá tiên tri đã nhận một cái kết không thể đau đớn hơn. Mới đây trên mạng xã hội, có một tài khoản HQD đã đăng tải đoạn clip chú cá chép liên tục dự đoán đội tuyển Malaysia thắng chung kết AFF Cup và phải nhận cái kết đắng khiến dân mạng xôn xao. Theo đoạn clip ghi lại cho thấy, cả hai lần cá chép đều bơi về ảnh của lá cờ Malaysia, đồng nghĩa đoán đội tuyển Việt Nam thua trận này. Không hài lòng, nam thanh niên đã làm thịt con cá chép với món ôm dưa. Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận về hơn 800.000 lượt xem và gần 10.000 lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Nhiều người xem clip bình luận hài hước rằng, sớm muộn gì thì con cá chép cũng lên dĩa dù có đoán tuyển Việt Nam thắng Malaysia. Tài khoản NM bình luận, vừa buồn cười lại vừa thương em cá chép, có dự đoán đội nào thắng đi chăng nữa thì em ấy cũng thành món ngon thôi, cuộc sống mà. Thực ra nó có bơi sang bên nào thì cũng đều lên chảo cả thôi. Chẳng qua nếu bơi sang bên trái thì vừa được lên chảo vừa được lên sóng, còn bơi sang bên phải thì chỉ lên chảo một cách thầm lặng thôi, tài khoản GB bình luận. Được biết, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 11 tây tháng 12 trên sân Bukit Jalil. 19h30 ngày 15 tây tháng 12, hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình. Loài cá chép đẹp như thần tiên, nhưng cẩn thận độc chết người. Là một trong những loài sinh vật biển đẹp nhất mà các thợ lặn và các nhiếp ảnh gia có cơ hội gặp gỡ khi lặn sâu xuống đáy biển. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp của cá màu tiên ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường. Mới đây, nhiếp ảnh gia dưới nước Steven Kovacs đã chụp được những hình ảnh rất ấn tượng về con cá màu tiên phát sáng tuyệt đẹp ở độ sâu 30m vùng biển Palm Beach, Florida, Mỹ. Theo nhiếp ảnh gia Steven Kovacs, con cá màu tiên xinh đẹp mà anh bắt gặp là một con cá vị thành niên chưa trưởng thành hoàn toàn. Khi phát sáng, nó hiển thị những màu sắc nổi bật như xanh lam, xanh lục và vàng. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp của cá màu tiên ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường. Các gai trên vây lưng của loài cá này có độc tính mạnh và lâu dài. Nếu vô tình bị những chiếc gai của cá màu tiên đâm, nạn nhân sẽ cảm thấy đau đớn cực độ trong vài ngày, khiến sức khỏe bị tổn hao nghiêm trọng. Cá màu tiên thường săn giết các loài giáp xác và cá nhỏ hơn. Chúng cũng không hề xót thương hay nương tay với những con cá hồi, cá mùi vừa nở. Một con cá màu tiên cái có thể sản xuất 2 triệu quả trứng mỗi năm. Những quả trứng này sẽ nở trong vòng 2 ngày. Khi nở, những con cá màu tiên chưa trưởng thành sẽ sống ở tầng nước nông. Theo thời gian, chúng sẽ di chuyển xuống tầng nước sâu hơn để sinh sống. Tại một số nơi trên thế giới, do ít kẻ thù tự nhiên, khả năng sinh sản mạnh mẽ và thói quen ăn uống tham lam, cá màu tiên đã trở thành loài xâm lớn có hại, gây ra các vấn đề về môi trường nghiêm trọng, trở thành mối đe dọa của các rạn san hô, cỏ biển và các hệ sinh thái rừng ngập mặn.